Ông đi đâu mà giờ này mới về? Người ngợm gì mà dơ giấy bẩn thỉu quá vậy? Thì đi làm chứ đi đâu em? Đi làm hả? Rồi tiền đâu? Đưa túi. Tiền cái gì? Đi làm công trình mới có mấy ngày à, tiền đâu ra? Ông á, đi làm gì mà không ra tiền? Ông giấu tôi đúng không? Đưa đây tôi coi. Trời ơi, giấu cái gì mà giấu? Đã nói không có tiền mà. Mà cơm nước gì chưa? Cơm nước cái gì? Ông không mang cơm ở trên chỗ làm đi, về nhà đòi cơm. Mẹ hả? Hết tiền rồi, không có tiền đi chợ nấu cơm. Gì vậy trời? Tiền anh đưa cho em hàng tuần mà giờ cơm nước không có, mà sao hết tiền được? Ông đưa được mấy đồng hả? Ông đưa được mấy đồng? Nhà thì bao nhiêu thứ phải lo, nào tiền điện, tiền nước, tiền quần, tiền áo, tùm lum cái thứ. Phải góp sách đủ thứ đây nè. Trời, nghĩ sao vậy? Mình có hai vợ chồng mà, con thì chưa có, tuần nào anh cũng đưa tiền cho em, mà em mà lúc nào cũng kêu chung là hết tiền hết trơn á, mà còn góp sách cái gì nữa? Em chơi cờ bạc nữa phải không? Cờ bạc gì? Ông bớt lại nhảy đi nha. Cái chuyện đó á, ông không lo được á thì thôi tôi không cần, nghe chưa? Em mới là cái người lải nhải á. Anh đi làm cực khổ rồi, em ở nhà ở không, mua sắm đủ thứ, rồi còn bây giờ cờ bạc nữa, nợ nặng anh phải gánh nè. Ông coi lại cái bản thân của ông đi. Từ lúc mà ông cưới tôi giờ ông lo được gì cho tôi hả? Phụ nữ thì phải quần áo sao ông phóng? Mấy ông mới không chán chứ. Hay là ông chỉ là cái thằng công nhân quen nên là không có để ý mấy cái chuyện đó hả? Mà tôi nói cho ông nghe nha, một thằng đàn ông á là phải lo được cho người phụ nữ của mình, còn không lo được á thì để thằng khác nó lo. Còn bây giờ hả, cút đi, lấy dậy đi, biến khỏi mắt tôi đi. Thôi, không nấu cơm thì ra ngoài anh ăn, anh hết cãi nhau nữa. Đi liền với tôi đi. Bóng đêm còn tàn người lại. Em cứ ghi cho chị đi, rồi vài bữa có tiền gì trả. Chị em với nhau thôi mà. Tại mấy bữa nay thằng chồng chị nó kiếm chuyện cho nên là chưa có tiền. Không sao đâu, với cả nhà cửa chị ở đây đàng hoàng lo cái gì. Nha, coi như giúp chị nha cưng. Ok. Lạnh lắm em biết không, ngỡ như mưa trong lòng. Alo, bên đó đủ tay chưa? Ok, chờ tôi chút, tôi thay đồ qua liền. Hôm nay phải gỡ gạc mới được. Hạnh phúc của anh chỉ có em bên đây. Cớ sao trời cao kia ngăn cách mình hai nơi. Thế gian rộng lớn, sao ta cứ phải cô đơn. Giữa muôn vạn người sao cứ phải là em. Giật thiên đường ấy em thấy có vui không? Nỡ bỏ lại nơi đây một tháng này cho người. Trình ứng ứng chút ít tiền không? Chỗ anh em với nhau không à? Có gì đâu mà ngại. Dạ. Cái gì tôi giúp được gì tôi giúp. Tí tôi chuyển cho. Mà thấy anh dạo này xanh xao lắm nha. Làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạ vậy em cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn. Dạ ba hả? Dạ ba ơi, cuối tháng này con gửi tiền về nhà trễ chút xíu nha ba. Dạ do dạo này công việc ở trên này nó khó khăn quá, với lại con còn đang phải lo nhiều thứ nữa. Dạ. Dạ con biết rồi. Ba má ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi con chào ba. Bóng đêm dần tàn về lại. Phút vấn thương đường xưa in nhớ thương hẳn sâu trong tâm trí bước đôi chân ta bảy nút nè. Nhanh cái tay lên nói bù rồi kìa. Ê thằng kia ăn sao hết tiền rồi hả? Có chơi nữa không? Hết tiền rồi kìa, gỡ đi anh ơi. Sao em? Anh cho em mượn tiền để cho tiếp nha anh.
Mượn nhớ trả nha mày. Nè mày. Dạ, em cảm ơn. Thôi có tiền rồi kìa chị Bảy. Chơi, nhanh đi. Nhanh. Vô. Ông coi lại cái bản thân của ông đi. Từ lúc mà ông cưới tôi giờ ông la được gì cho tôi hả? Cái thằng này, uống đi. Thôi, chắc anh em ở chơi nha. Tao phải về. Anh em mới ngồi chơi được có xíu à. Uống hết chai đi rồi về. Lâu có bữa. Vô. Thôi, giờ khuya. Sáng mai tao phải đi làm sớm nữa. Chứ không phải mày sợ con vợ mày hay gì? Mày không có hiểu đâu. Thôi chơi nha. Cái thằng này. Chạy đi. Mẹ mày. Làm đi ông cái tiền suốt ngày ăn uống nhậu nhẹt giờ này mới à. Xem nào đi ra ngoài đường mày chết mẹ mày luôn đi hả? Trời cao kia ngăn cách mình hai nơi. Thế gian rộng lớn sao ta cứ phải cô đơn. Giữa muôn vàn người sao cứ phải là em. Ủa, anh tới hả? Dạ. Ủa anh lãnh gì mà mặt mày anh bầm tím vậy? Bộ có ai đánh anh hả? Dạ đâu có đâu. Hôm qua em đi nhậu với mấy anh em xong về bị té. Trời. Ủa, tôi nhớ là hôm qua anh cũng uống ít mà. Thôi nếu mà không khỏe thì anh đi về nghỉ trước đi. Rồi nào khỏe hẳn thì tới làm việc. Dạ, vậy em cảm ơn. Anh xin phép ạ. Ừ. Em ơi. Có nhà không em ơi? Mở cửa. Mày làm gì mà tao gọi điện hoài không máy vậy? Mẹ, cái lúc mày mượn tiền thì mày nhanh lắm. Đôi khi nào mày trả cho anh? Dạ. Anh ơi. Anh cho em khất đến tháng sau được không anh? Tháng sau em có tiền trả anh liền anh. Gì? Mày giỡn mặt với tao hả? Không có tiền thì vợ chồng mày dọn ra ngoài mà ở. Anh ơi. Cho em khất đi mà anh. Ủa cái gì vậy em? Ai đây? Ủa, ai đây? Mày là chồng nó hả? Dạ. Vợ mày á, chơi cờ bạc. Giấy tờ nhà nó cầm cho tao luôn rồi. Mày không biết gì hết trơn hả? Trời, em làm cái gì vậy? Anh đi làm đã cực khổ rồi. Về nhà em đánh đập anh cũng không nói. Vậy tới cái nhà của mình em còn cầm cố nữa. Vậy là sao? Thì dù gì mọi chuyện cũng lỡ rồi. Anh coi sao rồi anh tính đi. Thôi, tao không có thời gian để nghe vợ chồng mà trình bày nữa. Giờ không có tiền á thì tao kêu người vô siết nhà. Anh này, không có lòng vòng nữa. Anh bình tĩnh. Ừ, có gì để em xử lý mà nợ nhiêu vậy anh? Thật sự ra thì em có nhiều hết trơn á. Có 500 triệu à, tiền lãi với 1 tỷ. Trời ơi, em làm vậy là chết rồi. Alo. Dạ anh. Ở nhà em có một chút xíu việc á. Vợ em lỡ chơi cờ bạc rồi cầm nhà mất rồi. Anh giúp em cho em mượn một khoản để có thể em giải quyết cái việc này được không ạ? Dạ. Anh nghe máy anh của em, có gì anh xử lý. Alo. Ai vậy? Anh Minh hả?
Dạ ok ok anh trai. Dạ dạ rồi 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 ok ok. Mày làm gì vậy? Nãy em kêu em vô lấy đồ, em thấy có nồi cơm điện à. Để mày cho ta. May cho hai vợ chồng mày á, lòng anh này quen tao. Dạ. Hôm nay tao bỏ qua cho tụi mày, nhưng lần sau á tao sẽ tìm lại tụi mày. Vậy nha. Dạ anh cảm ơn anh. Em thấy chưa? Anh ơi, dù gì mọi chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi, em cũng không có dám nói với anh. Hôm nay may mà có anh ở đây, chứ nếu không á thì em không biết phải làm sao hết á. Em hứa với anh, em hứa với anh là từ nay về sau em không có bài bạc nữa. Em biết là thời gian qua em đối xử tệ với anh lắm, nhưng mà nếu mà anh có thương em á thì anh bỏ qua cho em nha. Anh muốn tìm một người cùng anh vượt qua sóng gió, chứ không phải tìm một người mang sóng gió tới cho anh. Anh mong là sau chuyện này em sẽ thay đổi, để cùng anh vun đắp cho hạnh phúc của hai đứa. Chỉ cần em biết thông cảm thôi, mọi chuyện còn lại anh sẽ gánh vác hết.